Trân Như xin kính chào các khán thính giả với chương trình truyền hình mỗi ngày một câu hỏi của Đài Á Châu Tự Do. Kính thưa quý vị, hôm thứ Sáu vừa rồi, ngày mùng 2 tháng 12, một lực lượng đông đảo công an Quảng Nam đã ập vào nhà hành hung blogger Huỳnh Thục Vi và những người thân trong gia đình với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Tiếp sau đó, công an còn áp dụng nhiều biện pháp phong tỏa gia đình cô như cắt điện thoại, internet, thậm chí còn xử phạt hành chính hàng chục triệu đồng. Để tìm hiểu tình trạng hiện nay của Huỳnh Thục Vi, Đài Á Châu Tự Do đã tìm cách liên lạc và hỏi chuyện cô qua hệ thống Sky Video. Xin gửi lời chào đến Huỳnh Thục Vi ạ. Dạ, em xin chào anh ạ và xin chào tất cả quý vị khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Thục Vi có thể kể vắn tắt với quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do về cái tình trạng hiện nay của cá nhân Thục Vi cũng như là những người thân trong gia đình được hay không ạ? Sau hai cuộc bố ráp vào ngày 8 tháng 11 và ngày 2 tháng 12 vừa qua thì hiện tại gia đình em không buôn bán làm ăn gì được. Người ta sợ, người ta không dám đến mua hàng nhà em nữa. Và công an thì bố ráp khắp nơi, làm cho người dân ở đây rất là hoang mang lo sợ. Tiếp theo, việc đi đứng ra bên ngoài của gia đình em rất là khó khăn, việc liên lạc cũng khó khăn. Giống như là mấy hôm nay, mỗi khi em vừa bước ra khỏi nhà ấy, thì đều có người theo dõi và đi theo em suốt chặng đường đi lẫn đường về. Liên tục từ 19 năm nay, chứ không kể gì ngày hôm nay, người ta đã sách nhiễu, đàn áp gia đình em từ trước đến giờ và đã xử phạt gia đình em, ba cha con em là 270 triệu vì đã vi phạm hành chính về lĩnh vực công nghệ thông tin. Nhưng mà gia đình em quyết định là sẽ không nộp phạt, tại vì mình không có lỗi gì cả. Cái hành động viết văn là hành động thiện chí, hành động không có lỗi. Chỉ cần mình nộp phạt thì mình đã cho người ta một cái tiền lệ xấu để áp đặt lên cá nhân mình, gia đình mình trong tương lai và áp đặt lên tất cả giới blogger trong tương lai. Người ta sẽ dùng cái hình phạt vi phạm hành chính để mà vô hiệu hóa cái sự lên tiếng của tất cả các blogger trong nước hiện nay, và vì thế tiếng nói đối lập sẽ vì thế mà yếu đi. Trên mạng hiện nay có một cái quyên góp tiền xu cho gia đình em nộp phạt ấy. Ba cha con em đã quyết định là không nộp phạt và sẽ dành số tiền đó để làm từ thiện, sẽ giúp đỡ các em nghèo. Đó là quyết định của gia đình em. Em thực sự rất là xúc động trước cái sự quan tâm của mọi người. Em không biết nói thế nào để mà bày tỏ cái lòng và tri ân đó của mình. Xin cầu chúc cho tất cả đồng bào được nhiều an lạc và cầu chúc cho Việt Nam sớm có được tự do dân chủ để mà dân tộc này có được cái con đường thăng tiến, cái con đường có thể sánh vai cùng các cường quốc khắp năm châu. Đó là cái mong ước của dân tộc này và là mong ước riêng của cá nhân em ạ. Xin cảm ơn Thục Vi đã dành thời gian cho Đài Á Châu Tự Do. Kính thưa quý vị, tưởng cũng xin được nhắc lại, hôm mùng 2 tháng 12 vừa rồi là lần thứ hai liên tiếp công an đã lục soát gia đình blogger Huỳnh Thục Vi. Trước đó vào ngày mùng 8 tháng 11 thì cũng đã có hàng chục công an cũng đã bất ngờ tràn vào nhà của blogger Huỳnh Thục Vi, hành hung, dọa nạ và đã tịch thu tài sản. Kính thưa quý vị, mỗi ngày một câu hỏi và Trân Như xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình này ngày mai.